Nói chung là cái thằng sắp query này nó khá phức tạp, thì uh, chắc là tóm tắt qua lại cho mọi người một chút về thằng sắp query. Thì sắp query về cơ bản nó là một câu query lồng ở trong một câu query khác, ok chưa? Mọi người có thể lồng sắp query nằm trong sắp query nằm trong sắp query, nhưng mà đương nhiên là khi mà mọi người sử dụng kiểu như vậy thì performance thực ra là chạy nó rất là chậm luôn đấy, nó lồng kiểu lồng số mũ lên, ấy. nó rất là chậm. Đấy thì khuyến khích mọi người là là không nên sử dụng cái thằng subquery query quá nhiều ừ. à, thì thằng subquery query này thì nó có thể trả về một giá trị nhá ok chưa nhỉ? một giá trị thì mọi người có thể gắn dấu bằng đúng không? bằng thẳng một giá trị luôn còn trong trường hợp mà, nó giả trả về một cái gọi là một cái cột ấy thì mọi người sẽ phải để trả về nhiều giá trị ấy, thì mọi người sẽ phải sử dụng một là toán tử in ok chưa hai là toán tử uh, exit tức là tồn tại kết quả hay không ba là mọi người có thể mọi người có thể sử dụng đoán tự any hoặc là ôn ok nhỏ đấy đi một trong những đoán tự như này Đó. và thằng sắp query này nó có hai cách để viết một là nó viết ở trong câu lệnh que thì cái này nó ảnh hưởng đến performance rất là nhiều nhưng mà khi mà nó viết trong câu lệnh from đây ví dụ như nó viết trong câu lệnh một cái câu lệnh from như thế này thì thực tế là from này nó chỉ là một lệnh thôi đúng không đấy cho nên là khi mà mọi người tạo con safari này không phải là, là, là mỗi một record nó tạo một lần nữa nhé đấy mà là cái này nó chỉ tạo một lần thôi thì cái này nó không ảnh hưởng gì đến performance cả ok nhỉ đúng, đúng bởi vì là from nó chỉ là là chỉ một lệnh là bắt đầu từ bảng nào thôi mà thì ở đây nó bắt đầu từ cái lệnh này sau đấy nó chạy cái lệnh này thì có phải nó ra được một một bảng không ok nhỉ thế là cái lệnh uh, nhé nhá mà nằm trong ở cái from thì nó không ảnh hưởng gì performance cả ok nhỉ Đói. Đấy. và cái cách uh, lông như này thì sau theo hướng một người cách khác thì viết chứ không phải viết kiểu long là như này. Long lanh như này thì thực ra rất khó kiểm soát. Ok. Đấy. Và mọi người nhớ nhé là khi mà là uh, mà nằm ở trong cái câu select nằm ở trong câu select như thế này. anh à, nằm ở trong cái câu where như này thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến performance nhé. Ok chưa? Cho nên là mọi người cân nhắc cái việc subquery nằm ở trong câu select. Đặc biệt là những cái bảng nào ấy mà nó có record nhiều ấy thì tuyệt đối không được dùng. Ok chưa? Bởi vì nó chạy cái lệnh trong này nó rất là nhiều. Ok chưa? Đấy. Luôn luôn nhớ cái đấy nhá. Nói chung né được subquery thì né, Nó không né được thì phải dùng thôi. Ok chưa? Thì đấy là về subquery. Thì tiếp theo thì chắc là mọi người có thể làm qua một cái bài này một chút nhá, làm quen. Đấy thì đầu tiên là lấy ra ID và full name này của nhân viên trong phòng ban sale đúng không? Nghe thì đơn giản đúng không? Đấy, thì mọi người chỉ cần tìm ra ID của phòng ban sale là gì thôi. Sau so đấy mọi người tìm ra tất cả những cái ơ cao nào thuộc phòng ban có ID như vậy. Ok nhỉ? Ok, mọi người có thể làm qua độ 3 bốn câu đầu nhé. Làm cho quen mấy dạng đầu thôi. Quen một chút thôi. Ok.